Chào, xin chào những người bạn, những người đang xem kênh YouTube PA Marketing của tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và PA Marketing tức là Phan Anh Marketing là giảng viên đại học và năm nay là giảng dạy đại học năm thứ 15 rồi. Đang dạy ở một trường đại học lớn tại Hà Nội các anh chị nhé, dạy về thương mại điện tử. Thứ hai là tôi cũng đi giảng dạy cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị đào tạo lớn như là BTI, như là Vân Nguyên, như là PAM, như là JET, vân vân, FSB và các cái tổ chức giáo dục. Vâng, tôi là giảng viên doanh nhân và hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn một siêu phẩm về nội dung và có thể nói là được chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng và dành cho những người làm kinh doanh, những người bán hàng, những người làm phát triển nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh cho các cái doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, tìm kiếm các cái đại lý nhà phân phối, phát triển kênh phân phối. Đó là kỹ năng và nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả, thực sự thực chiến và có tính cập nhật trên thị trường thương trường rất là cao. Đấy, được trình bày và được phát triển nội dung bởi Nguyễn Phan Anh là tôi, công ty PAM. Số điện thoại của tôi là 0989 623 888. Vâng, số di động hoặc số Zalo thì các bạn đều có thể liên hệ được. Vâng. Và nội dung này các bạn có thể được trình bày trong một cái sơ đồ mind map rất là chi tiết như thế này. Rất là chi tiết. Và cái sơ đồ mind map hay còn gọi là sơ đồ tư duy như thế này thì tôi phải mất 3 buổi tối, 3 buổi tối, mỗi buổi 2 tiếng. 3 buổi tối để làm. Và nếu mà xuất cái file này ra, file Word nó cũng dài khoảng 20 trang. Vâng, đầu tiên là ta sẽ nói về những cái nội dung chính của cái việc mà kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả thực sự giúp thúc đẩy tăng doanh số. Đấy, thì nó gồm những cái gì? Thứ nhất là đối tượng học là ai? Thứ hai, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là xây dựng các cái chính sách bán hàng. Bởi vì chính sách bán hàng rất là quan trọng. Dù bạn có hot thật hay, bạn có chém thật mạnh, chính sách bán hàng của bạn không tốt thì bạn không thể nào cạnh tranh được, bạn không thể nào chốt đơn được. Đấy. Thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng các cái bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp hay còn gọi là bộ sales kit. Thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng chính sách lương thưởng kèm theo KPI dành cho nhân viên kinh doanh, chuyên viên kinh doanh và các cái vị trí của trong phòng kinh doanh, ví dụ như trưởng phòng, phó phòng, giám đốc kinh doanh. Quân hùng thì tướng mới mạnh, muốn có được nhân sự tốt thì chính sách lương thưởng phải tốt, phải ổn định, đúng không ạ? Muốn tăng được doanh số thì phải tìm được người giỏi, tìm được người và đãi ngộ họ tốt thì họ mới ở lại, đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo là cái line màu vàng rất là kỹ ở đây, đó là các cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Thì các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ở đây tôi chia nó thành khoảng 12 kỹ năng. Vâng, không không nhiều đâu ạ. 12 kỹ năng. Đầu tiên là tôi phải đào tạo về sản phẩm và dịch vụ, các cái chính sách bán hàng và quy trình phục vụ khách hàng. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ phải nghiên cứu về khách hàng, nhận diện khách hàng mục tiêu, khách hàng trọng điểm của chúng ta. Và tiếp theo là chúng ta sẽ hẹn gặp khách hàng như thế nào, gọi điện, nhắn tin, gặp gỡ rồi chủ động hẹn họ ra làm sao. Mục tiếp theo 4.4 là chúng ta sẽ chào hàng và bán hàng qua điện thoại di động, điện thoại. Mặc dù telesale bây giờ rất là khó khăn, gọi người ta thường cúp máy, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng điện thoại, cũng như là các cái phần mềm chat Zalo hay là Messenger hay là Viber vân vân. Đó, để chúng ta liên hệ, để chúng ta thiết lập cuộc hẹn, để chúng ta trao đổi, đúng không? Mục cái kỹ năng số 5 đó là kỹ năng tư vấn và nghệ thuật tư vấn, trò chuyện với khách hàng. Tư vấn và trò chuyện làm sao để giữ được một cái kết nối, giữ được một cái cuộc trò chuyện nó kéo dài và nó cảm thấy thấu hiểu nhau. Đấy. Thí dụ như là tôi đi gặp khách hàng thì tôi có thể nói chuyện với họ từ 3 đến 5 tiếng. Thế tôi về thì tôi có nói với nhân viên là anh hôm nay anh đi gặp khách hàng này, anh nói chuyện với họ khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thế thì nhân viên của tôi rất là sốc và nói rằng là không biết là sếp nói cái gì mà nói chuyện 5 tiếng vẫn không hết. Vâng, 5 tiếng vẫn không hết. Đó. Vâng. Tiếp theo là kỹ năng số 6.
Đúng ạ, mục 4.6 đó là kỹ năng và nghệ thuật thu hút khách hàng và làm cho khách hàng quan tâm đến mình, yêu thích sản phẩm và chính sách của mình, bày tỏ sự quan tâm và cái sự thu hút, đúng không ạ, và khát khao hợp tác kinh doanh với mình. Đấy, kỹ năng số 7, mục 4.7 đó là kỹ năng và kinh nghiệm nhận biết những cái nỗi đau và sự sung sướng của khách hàng. Nỗi đau để chúng ta đâm sâu vào nỗi đau đó, chúng ta xoáy sâu vào. Còn sự sung sướng để chúng ta sẽ kích vào đó để cho sướng thêm, đúng không? Và trong đàm phán thì Bố Già, đúng không ạ, một cái tác phẩm rất là kinh điển, có nói rằng là nếu như bạn đàm phán và trên bàn với một bông hoa hồng và dưới gầm bàn với một khẩu súng thì cái khả năng đàm phán của bạn sẽ thành công cao hơn. Bông hồng tượng trưng cho việc là hãy bắt tay với tôi đi, hãy hợp tác với tôi đi, sẽ có rất nhiều lợi ích, đúng không ạ? Khẩu súng ngụ ý rằng đe dọa, nếu bạn không hợp tác với tôi thì nói chung là cũng không có cái gì lợi lộc đối với chúng ta cả đâu, đúng không ạ? Ví dụ như tôi sẽ phải chào hàng đối thủ của bạn, đối thủ của bạn sẽ thành công hơn bạn, kiểu kiểu như thế. Và thầy Phan Anh gọi nó là nỗi đau và sự sung sướng. Đấy, một cái kỹ năng cũng rất là quan trọng để chúng ta trở thành một bestseller, một cái người bán hàng giỏi. Kỹ năng số 8, đó là mục 4.8, là kỹ năng xử lý lời từ chối của khách hàng. Khách hàng thì có vô vàn những cái điều từ chối, thì chúng ta phải nhận biết lời từ chối và chúng ta có nguyên tắc và chúng ta xử lý như thế nào. Đó. Và kỹ năng số 9, đó là kỹ năng chốt đơn. Đúng không ạ? Sau khi chốt đơn xong thì chúng ta sẽ theo đuổi đơn hàng, đeo bám khách hàng để làm sao thực hiện đơn hàng thành công. Thực hiện đơn hàng thành công xong thì chúng ta sẽ phải chăm sóc khách hàng, đặc biệt là trong và sau bán, nhất là chăm sóc sau bán. Đúng không ạ? Thì ở đây thì tôi trình bày luôn cả trước, trong và sau bán. Các bạn đừng nghĩ là phải bán được hàng rồi chúng ta mới chăm sóc. Trước khi bán được hàng chúng ta cũng phải chăm sóc. Đó. Vâng. Và cuối cùng là kỹ năng thu hồi công nợ. Đối với một nhân viên kinh doanh, một chuyên viên kinh doanh, ngoài việc bán hàng thì họ phải chăm sóc khách hàng, họ phải duy trì kết nối và đồng thời họ phải có khả năng thu hồi công nợ. Bởi vì tiền chính là mạch máu của doanh nghiệp. Đấy, và tiền mà bị đứt dòng tiền thì doanh nghiệp cũng có thể chết, chứ không phải là cứ bán. Càng bán nhiều mà không thu hồi được công nợ thì chúng ta càng chết. Đúng không? Đấy là những cái kỹ năng. Và tiếp tục là nội dung số 5, đó là tìm kiếm khách hàng. Thì tôi chia làm hai mục, 5.1 là kỹ năng tìm kiếm khách hàng online và kỹ năng tìm kiếm khách hàng offline. Ví dụ như online ở đây thì tôi có gì? Google, mình có thể tìm kiếm, mình có thể chạy quảng cáo Google. Đấy, Facebook, mình có thể có Facebook cá nhân, Facebook hội nhóm, chạy quảng cáo Facebook, Facebook Marketplace, đúng không? Facebook Fanpage, tìm kiếm, chat thông tin với khách hàng, vân vân. Zalo, mình có thể nhắn tin, gọi điện, gửi thông tin, chạy quảng cáo Zalo, Zalo Shop, sử dụng Zalo ZNS để chăm sóc khách hàng. TikTok, đúng không? TikTok thì xây kênh, chạy TikTok Ads, làm TikTok Shop, sử dụng TikTok Livestream và TikTok Affiliate. Đó. YouTube thì chúng ta cũng xây kênh, xây dựng thương hiệu trên kênh, chúng ta chạy quảng cáo YouTube trên nền tảng của Google. Chúng ta làm website và đăng bài trên website và SEO web. Đấy, đưa những cái thông tin trên website để thu hút khách hàng, để lấy cái lòng tin với khách hàng. Chúng ta cũng có thể gửi email marketing và gửi email marketing những cái chiến dịch chào hàng, những cái chiến dịch bán hàng, chăm sóc khách hàng. Đấy, thì chúng ta cũng có thể gửi email cho khách hàng sử dụng các giải pháp email marketing như là Correspond hay là GoDaddy hay là Amazon vân vân, có rất nhiều những cái giải pháp. Đó. Tiếp tục đó là chúng ta cũng gọi điện thoại, telesale, tìm kiếm số điện thoại, kết Zalo để nói chuyện. Chúng ta cũng có thể bán hàng ở trên các sàn thương mại điện tử hoặc là tìm kiếm khách hàng ở trên các sàn thương mại điện tử. Đó. Kỹ năng offline thì cũng rất là nhiều. Đây là kỹ năng dành cho sale truyền thống. Ví dụ như là chúng ta đi đến thẳng các cửa hàng đại lý, kho hàng nhà phân phối để chúng ta chào hàng, đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể tổ chức các hội thảo hoặc là đến các hội thảo để tìm kiếm khách hàng. Chúng ta có thể tham gia vào các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp để chúng ta kết hợp với họ, chúng ta bán chéo, chúng ta nâng cao hình ảnh thương hiệu của chúng ta lên.
chúng ta tham gia vào các cái tổ chức, đội nhóm, câu lạc bộ, vân vân. Chúng ta khai thác cái chương trình khách hàng, giới thiệu khách hàng, khách lẻ thì chuyển thành khách sỉ, khách lẻ bán hàng cho chúng ta và trở thành những người cộng tác viên với chúng ta. Đấy, chúng ta có thể là kết hợp với những người bán hàng khác có cùng tập khách hàng với chúng ta. Thí dụ như là bạn bán cửa thì tôi bán keo, bạn bán thuốc thì tôi bán vật tư y tế, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà sản phẩm nó không xung đột trực tiếp. Rồi chúng ta cũng có thể xây dựng mạng lưới khách hàng, mạng lưới đối tác, đúng không? Và chúng ta cũng có thể là gì? Tạo các cái chương trình phễu bán hàng, tạo những cái phễu, ví dụ như là các lớp học miễn phí, đấy chính là phễu của người làm đào tạo, đúng không ạ? Các cái chương trình bán hàng, các chương trình tư vấn nghề nghiệp có thể là phễu của một cái doanh nghiệp làm về lĩnh vực tư vấn. Đấy, thì từ phễu đấy nó sẽ ra khách hàng tiềm năng, đúng không? Hay là thầy Phan Anh làm những cái video như này thì xây dựng thương hiệu và cũng làm cho các học viên, làm cho những cái doanh nghiệp người ta thấy rằng là thầy có chuyên môn, thầy có logic và thầy có kinh nghiệm thực chiến thực sự. Tôi cam kết là tất cả những cái nội dung này là tôi tự viết ra và tôi làm cho các bạn, đúng không? Rồi thu thập dữ liệu từ hải quan, thuế, các hiệp hội, cơ quan nhà nước vân vân để có được những cái thông tin về khách hàng một cách chính xác, đúng không? Chứ không phải là mò kim đáy bể. Thí dụ như đối tác sản xuất hàng của tôi ở bên Trung Quốc sang đây thì tôi hỏi là thế làm thế nào bọn mày biết được tao, hay là các bạn làm sao biết được tôi? Thế thì nó bảo là tao cũng phải xin thông tin của hải quan, nó thấy mình nhập hàng về nhiều, thấy mình nhập về nhiều, thế là nó biết doanh nghiệp, thế nó tìm trên website rồi fanpage Zalo tìm, thế là nó gọi điện, nó đến, nó gặp, nó chào hàng, rất là chăm chỉ các bạn ạ. Rồi, nội dung số 6 tôi sẽ trình bày trong cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và chuyên sâu thực sự hiệu quả dành cho những cái người làm chuyên viên kinh doanh, sale thị trường, nhân viên kinh doanh quản lý cấp cao AMSM gì đó, director hay là manager gì đó, đúng không? Thì chúng ta đều phải có kế hoạch lập công việc cho bản thân, cho đội nhóm và cho phòng ban của chúng ta. Chúng ta phải báo cáo công việc, có các cái mẫu báo cáo, mẫu biểu. Đấy, chúng ta có thể quản lý bằng phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm giao việc, phần mềm chấm công. Đấy, bây giờ rất nhiều phần mềm. Hay là phần mềm check in, nhân viên kinh doanh đi thị trường đến là phải check in, chụp ảnh, gửi báo cáo. Đó. Rồi thì chúng ta phải xây dựng các quy trình để theo đuổi công việc, theo đuổi khách hàng, chăm sóc khách hàng. Đấy, và các cái thói quen để duy trì cái lòng đam mê và sự săn đuổi mục tiêu. Và chúng ta phải có mục tiêu và chúng ta phải có kinh doanh và chúng ta phải thấy là đam mê, yêu thích, yêu khách hàng, yêu những cái sự mới mẻ và đặc biệt là yêu tiền. Bởi vì là chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ có thu nhập, thì chúng ta yêu tiền một cách chân chính. Đấy là một cái tình yêu mà tôi nghĩ là mọi người đều thích, đúng không? Rồi, tiếp tục, đó là mục số 7, đó là chúng ta tổ chức các cái mô hình bán hàng hoặc là các cái phương thức bán hàng và kênh phân phối hiện đại nhất hiện nay để chúng ta nắm bắt được mô hình phát triển, hoặc là chúng ta từ đó lóe lên trong đầu ta những cái ý tưởng để chúng ta bán hàng, tìm kiếm khách hàng. Thí dụ như bán trong nước hay là bán nước ngoài. Đấy. Bán trong nước thì chúng ta cũng chia làm bán buôn, bán lẻ. Bán buôn thì chúng ta sẽ phát triển các kênh phân phối, kênh của đối thủ, kênh của đối tác, kênh của chúng ta tự chủ sở hữu, đúng không? Phát triển các điểm bán, phát triển chuỗi, hoặc là làm nhượng quyền thương mại, đúng không? Các cái vấn đề về luật pháp như thế nào, nhận diện như nào, chạy quảng cáo như nào, làm nhượng quyền ra làm sao, thì tôi là cũng rất là có kinh nghiệm chia sẻ với các bạn là tôi có 2 bằng đại học luật chính quy đàng hoàng, nên tôi không nói là nhượng quyền là tôi không biết gì đâu. Nhượng quyền là tôi rất là sâu về cả góc độ pháp lý luôn, để có thể tư vấn cho các bạn về cả mô hình, cách thức chạy quảng cáo, cách thức làm hợp đồng và cách thức phát triển sản phẩm. Đó. Rồi tìm kiếm khách hàng online qua các nền tảng thì như lúc trước là chúng ta nói rồi, Facebook, Google, Zalo, TikTok, website, email, sàn thương mại điện tử. Chúng ta cũng có thể kết hợp với mô hình affiliate hay còn gọi là tiếp thị liên kết để bán hàng. Tự chúng ta phát triển affiliate trên nền tảng website của chúng ta, hoặc là tự chúng ta kết hợp với các cái sàn affiliate như là Accenture hay là CJ hay là Amazon vân vân để chúng ta có thể bán hàng kiếm tiền. Đó. Rồi chúng ta kết hợp với các cái mô hình mới như là dropshipping, như ở Việt Nam thì có Dropee,
chúng ta phải đưa hàng cho để họ bán. Affiliate thì bao giờ nó cũng đi kèm với dropshipping. Rồi những cái mô hình khác như là mô hình white label hay là mô hình wholesaler hay là mô hình nền kinh tế chia sẻ thì tôi cũng sẽ trình bày và hướng dẫn cho các bạn trong cái khóa học này. Hoặc là tôi tư vấn coaching cho các bạn. Đấy. Hoặc là bây giờ thì rất nhiều người hỏi tôi bán mỹ phẩm, bán dược phẩm, bán thực phẩm chức năng thì họ sử dụng cái mô hình là phát triển các boss, tức là những cái cộng tác viên, những cái đại lý online, chúng ta gọi tắt vui vui đấy là từ boss, boss mỹ phẩm, boss dược phẩm, boss thực phẩm chức năng. Họ phát triển gọi là mô hình bán hàng hệ thống, sales system, nhưng mà online sales system tạo ra những hệ thống bán hàng, người giới thiệu người, người bán hàng, xây dựng đội nhóm, đúng không? Xây dựng các cộng tác viên, các đại lý online. Đó. Đấy là những cái phương thức mà chúng ta có thể bán hàng. Được chưa? Và để trở thành một cái thương hiệu dẫn đầu, để trở thành một người sale bestseller có thu nhập cao, thì chúng ta phải có những cái kỹ năng am hiểu sâu sắc những cái nội dung tôi vừa nói. Hay là về bán lẻ, đúng không? Chúng ta mở cửa hàng, phát triển chuỗi, nhượng quyền, tôi vừa nói lúc trước rồi. Đấy, chạy quảng cáo, vã Facebook, vã Google, vã TikTok như thế nào, livestream ra làm sao. Đó. Rồi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, marketing nội sàn, marketing ngoại sàn như thế nào. Nếu mà chúng ta tìm khách hàng đi quốc tế, chúng ta bán buôn thông qua các nền tảng tìm kiếm khách hàng như là Alibaba, Made in China, rồi thì Made in India, rồi thì các thị trường đặc biệt khác. Đấy, rồi chúng ta có thể chạy quảng cáo Google, Facebook hay YouTube tại các cái quốc gia. Hoặc là nếu mà chúng ta bán vào Mỹ thì chúng ta có thêm là Microsoft, Amazon hay là Twitter X bây giờ. Còn nếu mà chúng ta bán sang Trung Quốc hoặc tìm đối tác ở Trung Quốc thì chúng ta có dùng các nền tảng như Alibaba, như là Taobao hay là 1688, hay là các cái ứng dụng như WeChat, Ali, AliExpress, Alipay, cực kỳ nhiều luôn. Mình mua về đã là một sử dụng các nền tảng, mình bán ra, mình bán buôn, bán lẻ, mình bán trong nước, bán quốc tế, bán mô hình chuỗi, bán mô hình nhượng quyền, bán mô hình hệ thống. Thì cái này đều phải liên quan đến sale hết. Chứ sale không chỉ là kỹ năng bán, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt đơn, kỹ năng xử lý lời từ chối. Như thế là hiểu sai hoàn toàn về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả dành cho những người mà thực sự là đặt bất kỳ một cái sản phẩm gì vào tay bạn, bạn đều có thể bán được. Và tiếp tục đó là gì? Duy trì phát triển đội nhóm nhân sự kinh doanh, đào tạo như thế nào, thúc đẩy như thế nào, rồi bơm doping tinh thần, bơm doping tiền, đúng không? Duy trì cái lòng nhiệt huyết, cái tình yêu đối với thương hiệu, đối với đội nhóm, trách nhiệm đối với nhân sự của mình, giúp đỡ nhau trong công việc, đúng không? Tư duy tích cực, tư duy chủ động. Đấy. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và cuối cùng là những ai nên học, học được gì và nhận được giá trị gì trong cái khóa học và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp như này. Đấy. Thế thì nếu mà các anh chị là các giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, phó phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh hoặc là nhân viên kinh doanh, kinh doanh viên thị trường, mình hay gọi là sale, salesman ấy, đúng không? Những người bán hàng tại shop, bán hàng online, những người muốn xin việc hoặc là phát triển trong lĩnh vực bán hàng, bán bất động bản, động sản, bán xe hơi, bán xe máy, bán thời trang, bán các sản phẩm vật liệu xây dựng, bán theo mô hình kênh phân phối, thì chắc chắn khóa học này cực kỳ là đầy đủ, chuyên nghiệp, phù hợp và thực chiến dành cho các anh chị và các bạn. Đấy. Và với mỗi một cái nội dung như vậy, tôi sẽ đều có file để hướng dẫn cho các bạn. Có file mẫu, file báo cáo là có file kế hoạch là có, hướng dẫn chạy quảng cáo là có, đúng không ạ? Làm sale kit là có. Đấy, kỹ năng chào hàng tôi sẽ trực tiếp đi chào hàng hướng dẫn cho các bạn. Vâng, các bạn học được gì? Tư duy bán hàng đỉnh cao và chuyên nghiệp. Đưa bất kỳ cái gì vào tay cũng có thể bán được. Bán online, bán offline, dùng online hỗ trợ cho offline, dùng offline làm điểm giao hàng cho online đều rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể như một cái cỗ máy chiến binh thực sự là sử dụng được tất cả các loại vũ khí. Đó. Và có những cái kinh nghiệm bán hàng thực chiến, có những cái kỹ năng về nghệ thuật thực sự. Đúng không ạ? Và những cái kỹ năng bán hàng cần thiết và cập nhật mới nhất cho chúng ta trong cái bối cảnh thị trường thì đang rất là suy thoái và cạnh tranh cực kỳ cao, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, đòi hỏi những người bán hàng liên tục phải được đổi mới, phải được nâng cao và phải được truyền cảm hứng. Đó.
Chúng ta sẽ có những cái file chính sách, xây dựng những cái file này tôi xây dựng cho các bạn. Nếu các bạn đang là nhân viên không phải xây dựng, thì sau này các bạn lên trưởng phòng, phó phòng các bạn phải xây dựng, lên giám đốc bạn phải xây dựng. Đó là cái bước tiến về nghề nghiệp của các bạn. Thì các bạn học trước đi, để các bạn tự quản lý bản thân mình và phát triển cho đội nhóm của mình, thì sau này mình mới giàu được, đúng không? Đấy, trong một công ty thì có lẽ là bộ phận kinh doanh chính là bộ phận mà vất vả nhất, nhưng mà cũng là bộ phận có thu nhập cao nhất. Đấy, thậm chí học viên của tôi có cái anh ấy bán sản phẩm bếp, từ anh nói là thu nhập của bọn em là khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ một năm. Và có những anh thu nhập khoảng 20 tỷ một năm, mà đấy là nhân viên chứ không phải là sếp. Và anh nói rằng là công ty của em là một tháng bán cao điểm là 18 đến 20 container bếp từ. Thế thì tôi mới hiểu được rằng là lương 3 tỷ đến 5 tỷ, thu nhập 3 tỷ 5 tỷ một tháng là có thật. 10 tỷ một tháng là có thật. Bởi vì anh ấy là bán lớn và anh làm giám đốc vùng, và anh ấy bán một cái sản lượng mỗi tháng bán được vài công hàng, kiếm được rất nhiều tiền. Đúng không ạ? Và chúng ta thiết lập được các cái bản kế hoạch cho bản thân, cho công ty, cho đội nhóm của mình, và giúp mình tăng doanh số bán hàng, tăng doanh số một cách bền vững nhá, mở rộng thị trường, mở rộng thị phần, làm cho cái thương hiệu của mình được biết đến và mình hiểu biết sâu sắc về thị trường, chăm sóc được khách hàng hiệu quả, duy trì được mối quan hệ với họ. Đó, toàn bộ cái mục tiêu của các doanh nghiệp đó là gì? Tìm được khách hàng và giữ chân được khách hàng. Đấy, bán được hàng và kiếm được lợi nhuận. Thì toàn bộ cái khóa học này, đấy, tôi đã trình bày với các bạn một cái sơ đồ mind map tư duy cực kỳ là đầy đủ và chi tiết. Và khi các bạn học cái chương trình này, các bạn sẽ nhận được cái mind map này. Các bạn nhận được tất cả những file mà tôi đã làm cho hàng chục doanh nghiệp. Đấy, các bạn có thể đặt câu hỏi là thầy Phan Anh thì rất là giỏi về marketing online thì thầy đã bao giờ làm bán hàng chưa? Thì xin thưa là tôi làm giám đốc kinh doanh cho rất nhiều công ty và tập đoàn lớn. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học và doanh nhân, CEO của công ty của chính tôi, chuyên về đào tạo và tư vấn, chốt sale cũng rất là nhiều. Và khách của tôi chốt sale thì rất là tốt vì tôi xây dựng thương hiệu rất tốt, đúng không? Đấy. Ví dụ như vậy, tôi đã từng làm giám đốc kinh doanh cho tập đoàn giáo dục Atlantic, rồi giám đốc kinh doanh của tập đoàn nhựa Bình Thuận với 5 nhà máy hiện nay, tôi cũng nghỉ rồi. Rồi thì giám đốc marketing cho công ty Sơn DK, rồi thì bây giờ hiện nay làm giám đốc kinh doanh và tư vấn chiến lược cho thương hiệu keo NASA. Cứ 1 năm, 2 năm thì tôi lại làm tư vấn cho một công ty. Và hiện nay thì cũng có rất nhiều đơn vị, những cái nhà máy lớn cũng đang mời tôi về cố vấn cho đội ngũ kinh doanh và marketing. Và tôi là giảng viên, giảng sư của Học viện Doanh nhân BTI, Vân Nguyên, HSB, PAM, v.v. Đây là email của tôi, phananhonline@gmail.com, Facebook nick xanh của tôi, phananhonline. Thế thì Facebook của tôi các bạn có thể vào đây, đấy, các bạn xem. Và phananhonline đây. Đấy. Và ví dụ như ngày hôm nay, 12 giờ trước, đấy, ngày 17 tháng 10 năm 2023, lúc 11 giờ, tôi có đăng nên là tôi đang đi gặp khách hàng và chốt đơn với khách hàng. Đấy, chúc mừng khách hàng để chứng minh với các bạn rằng là không, tôi không chỉ biết về quảng cáo, tôi không chỉ biết về marketing, mà kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt sale, kỹ năng chăm sóc hàng của tôi cực kỳ tốt, thực sự rất tốt và có kinh nghiệm sâu sắc, có kỹ năng thực chiến. Và tôi cam kết những kỹ năng đó tôi sẽ truyền lại cho các bạn, những tài nguyên đó tôi sẽ truyền lại cho các bạn, những kinh nghiệm đau thương đó tôi sẽ truyền lại cho các bạn, để các bạn rút ngắn thời gian thành công, để các bạn thành công nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Cái cuộc sống của các bạn, cái thu nhập của các bạn nó sẽ dễ chịu và ổn định hơn, tốt hơn, đúng không? Các bạn có thể kiểm chứng số điện thoại 0989 623 888, số này dùng gần 20 năm rồi, từ năm 2005. Và kênh YouTube youtube.com PA Marketing là tên tôi đấy. Và tôi cũng nhận đào tạo in-house theo yêu cầu của tổ chức, của cá nhân. Đấy, và tôi cũng nhận tư vấn 1-1, huấn luyện, coaching, xây dựng kênh phân phối bán hàng cho các cái doanh nghiệp nếu các bạn có yêu cầu. Vâng. Và tôi đưa ra một cam kết này. Nếu các anh chị tham dự chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, chuyên sâu và thực chiến của tôi. Vâng. Và nếu các anh chị không hài lòng vì bất kỳ lý do nào. Tôi nhắc lại, nếu các anh chị không hài lòng vì bất kỳ lý do nào, không cần nêu lý do, tôi sẽ cam kết hoàn 100% tiền học phí.
Cam kết hoàn 100% tiền học phí, không hỏi lý do. File vẫn tặng, cái file này vẫn tặng. Các loại file hướng dẫn làm lương, hướng dẫn làm chính sách, hướng dẫn chăm sóc khách hàng, hướng dẫn nghiên cứu thị trường vẫn tặng không đòi lại. Tiền học phí trả 100% nha. Chương trình này sẽ được đào tạo online hoặc offline, cả hai luôn. Online hoặc offline là trong 3 ngày liên tục, trong 3 ngày liên tục. Đấy. Và học phí một chương trình như vậy cũng chỉ 3 triệu đồng, 3 triệu đồng thôi. Cam kết cho các bạn là cực kỳ rẻ, hiệu quả, thực chiến 15 năm kinh nghiệm làm sale và làm giám đốc cho rất nhiều doanh nghiệp lớn. Và khẳng định lại một lần nữa là không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, hoàn tiền 100% và không hỏi lý do. Tất cả những gì đã dạy, tất cả những gì đã tặng không đòi lại. Đó là cái cam kết của tôi. Vâng, các anh chị hãy liên hệ với tôi, hãy đăng ký, hãy comment, hãy để lại thông tin để đội ngũ nhân viên của tôi tư vấn và trợ giúp. Xin chào, xin gặp lại các anh chị trong lớp học trực tiếp của tôi hoặc trực tuyến của tôi. Xin cảm ơn. Bye bye.